bị netizen ném gạch đá về việc thiếu ý thức, Tiêu Natapong thanh minh do dùng từ sai dẫn đến hiểu lầm. Tiêu Natapong làm rõ lùm xùm cô không nghiêm chỉnh thực hiện cách ly sau khi có người thấy cô ở một phòng khám trị liệu. Lần thứ 6, nữ diễn viên độc quyền của CH3 Thái Lan Tiêu Natapong tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19. Cũng từ đây, hàng loạt drama bủa vây cô nàng khi liên tục khiến netizen phẫn nộ về việc thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Lần gần đây nhất, cô nàng tiếp xúc trực tiếp với đàn chị Pankaj Khemanik, người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Như thường lệ, nữ diễn viên trò chơi tình ái thông báo trên Instagram về việc mình có gặp gỡ với F0 tại buổi làm việc workshop, lập tức đi làm xét nghiệm và sẽ thực hiện cách ly xã hội 14 ngày. Tuy nhiên, nữ hoàng cách ly Thái Lan nhanh chóng bị cư dân mạng tố giác về hành động thiếu ý thức xã hội. Cô nàng thản nhiên dắt chó đi dạo, còn tự tin đăng story trên Instagram khiến netizen nổi cơn thịnh nộ. Sau khi hứng chịu quá nhiều đả kích, quản lý của Tiêu đã thay mặt cô gửi lời xin lỗi đến mọi người, thừa nhận hành động sai của mình. Vụ việc chưa dừng lại ở đây, lại tiếp tục có thêm một vụ drama khác liên quan đến nữ hoàng thị phi hot nhất màn ảnh Thái Lan hiện nay Tiêu Natapong. Một cư dân mạng đã tinh mắt nhìn thấy một người giống Tiêu Natapong xuất hiện tại một phòng khám vật lý trị liệu. Người này đã để lại bình luận trên Instagram của nữ diễn viên để hỏi rõ về vụ việc này. Cụ thể, bạn khán giả viết: "Hôm nay tôi đã gặp bạn tại một phòng khám trị liệu. Lúc đó bạn đang đứng chờ thanh toán. Tôi vẫn nhớ bộ đồ bạn mặc. Chúng tôi thật sự không hiểu nổi bạn. Đã nói rằng sẽ thực hiện cách ly xã hội trước đó mà. Khi chúng tôi thắc mắc thì bạn lại xóa bình luận của chúng tôi, càng chứng tỏ bạn đã đến đó. Chúng tôi đã theo dõi bạn một thời gian dài, nhưng lần này thực sự thất vọng về bạn." Sau khi có quá nhiều bình luận chỉ trích, ném đá hành động này của Tiêu Natapong, cô nàng mới để lại bình luận thanh minh: "Hôm qua, Tiêu đã nhận được kết quả xét nghiệm âm tính, nên hôm nay đưa mẹ đi tập vật lý trị liệu. Chúng tôi gặp nhau từ ngày 22 và mọi người đều đeo khẩu trang hết. Tính đến nay đã là 13 ngày kể từ khi gặp chị Pankaj Khemanik." Bên cạnh đó, cô nàng nói thêm: "Trên thực tế, Tiêu không cần thực hiện cách ly tại nhà vì rủi ro nhiễm bệnh rất thấp. Ngay từ đầu, Tiêu đã nên dùng từ ngữ khác thay vì thực hiện cách ly xã hội, chỉ đơn giản là tránh gặp gỡ nhiều người. Có lẽ do cách dùng từ của Tiêu chưa chuẩn nên dẫn đến nhiều bạn hiểu nhầm. Nhưng dù sao, cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chúc mọi người luôn an toàn, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Natapong gây phẫn nộ vì hành động thiếu ý thức của mình. Cô nàng đã từng thoải mái ra ngoài trong thời gian cách ly khiến một quán cà phê phải đóng cửa. Dù nhiều lần bị khán giả chỉ trích, ném đá về việc này, nhưng dường như nữ hoàng cách ly vẫn tự tin về khả năng miễn nhiễm của mình, mà vẫn chứng nào tật nấy.